Chào mọi người một buổi sáng nơi miền quê an bình hạnh phúc của làng quê Việt Nam. Ngày hôm nay bếp chai kỳ duyên của mình chúc mọi người một ngày mới, một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe an định, dịch bệnh qua đi. A Di Đà Phật. Bếp chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay sẽ làm cái món ăn cho ngày đầu năm mới của 2022. Thì cũng là món ăn đơn giản thôi, nhưng nó cũng sẽ hấp dẫn đây. Mình sẽ làm món sườn. Đây là sườn non, mình ngâm rồi mình vắt rồi đó nha mọi người. Sườn non khìa xả. Nghe cái tên hơi lạ lạ mà cũng hơi mới, mà nó cũng hơi lãng lãng đúng không các bạn? Tại vì tàu hũ mà người ta ướp muối xả hoặc là người ta chiên xả thì bình thường rồi, hay hoặc là sườn non mà thì là bình thường, nhưng mà cái này mình lại giới thiệu là món sườn non khìa chiên xả, khìa xả nghe nó vừa lạ lạ mà chắc nó hơi lãng lãng, nhưng mà cái này mình mới sáng kiến mới thì cho dù nó hơi lãng nhưng mà có lẽ nó lạ miệng chắc ăn cũng được. Mình chỉ làm cho gia đình mình ăn thôi nha mọi người. Thì các bạn coi á, thì xem video của mình á, thì suy nghĩ là nó lạ, nó mới thì mình cũng thử làm để mình ăn, mình thưởng thức thôi. Thích thì tiếp tục làm nữa, còn không thích thì thôi nghỉ. Dễ mà. Thì đồ chay của mình thì cái gì mà nó có xả, có hành, có gừng đồ thì nó hấp dẫn khẩu vị thôi. Thì mình nên làm cho nó lạ miệng để chế biến, bởi vì đồng dòng nó cũng chỉ là đậu hũ không à. Thì cái cách chế biến đa dạng ở trong những cái món chay này á, thì mình cố gắng thì mình sáng tạo thêm, mình bày vẽ thêm để cho nó ra nhiều cái món lạ lạ mới, rồi mình ăn cho nó đừng có ngán đó các bạn ơi. Chứ thật sự ra tất cả đều là làm từ đậu hũ, đậu nành mà ra thôi. Nhiều món, nhiều cách, rồi nhiều kiểu sáng tạo của mình thì nó trở thành những cái món ăn bền bỉ cho gia đình ăn chay của mỗi người chúng ta nha các bạn. Mà nó rất là bổ dưỡng nữa. Không tệ. Cho nên đó là lý do mà bếp chay kỳ duyên mình muốn chia sẻ với mọi người những cái tình cảm, những cái chân tình, những cái món ăn mà mình sáng tạo rồi mình làm để mọi người cùng làm với mình. Thì bây giờ là mình sẽ chiên sườn non cho vàng cả hai bề. Và đây là đậu hũ nè. Đậu hũ tươi mình chiên. Mình cắt cho nó xẻ xẻ ra như thế này. Mình chiên cho nó thấm xả nha mọi người. Khi mình khìa lại nó thấm cái nước khìa của mình. Và ở đây mình chuẩn bị là xả băm, hành và tỏi. Thì mình ăn chay gia đình thì những cái gia vị mà cho vô hành tỏi rồi mình xài nó bình thường thôi nha, không có giống ở trong chùa người ta hướng dẫn người ta không có xài hành tỏi nha các bạn. Mình nghĩ là sườn non mình chiên cho nó giòn cả hai bề, thật là giòn. Khi mình khìa lên thì nó ngon. Và đây là nước sốt mình chuẩn bị để khìa nè các bạn. Ở trong cái nước sốt này mình sẽ thêm ngũ vị hương nha. Tại vì ở trong nước sốt mình là mình làm sẵn một cái tô nước sốt để mà mình chan vô mì hoặc là bún khô gì đó mình ăn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ tận dụng cái nước sốt này. Ở trong đây có nước tương tài dẻo, hạt nêm, đường và tương ớt. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái nước sốt này thêm ngũ vị hương nữa. Tại vì mình giới thiệu đây là món khìa, thì khi khìa sẽ có ngũ vị hương, nó sẽ rất là thơm. Và lại là khìa với xả nữa. Thì cho dù là ngũ vị hương hay là bột nghệ gì nó cũng đặc biệt hết, nó cũng ngon đó mọi người. Cũng rất là có cái hương vị đặc biệt của nó. Thì khi cái nước sốt này là mình có ngũ vị hương, mình có những cái hương liệu đầy đủ hết trơn rồi, thì mình đổ vô, mình chiên xả cho nó vàng rồi mình sẽ đổ nước sốt vô.
thật là giòn hai bề á, mình khìa nó mới ngon nha các bạn. Nếu nó không có đủ giòn cái da hai bề thì mình khìa nó sẽ không ngon đâu. Cho nên là quan trọng là mình phải làm cho cái da nó thật là giòn, không khét mà cũng không có trắng quá. Tại vì khi mà nó giòn lên á, thì cái món khìa của mình nó mới đúng thật là khìa, nó mới ngon, nó mới hấp dẫn. Mình chiên cho miếng sườn nó vàng, thật là vàng, vàng ươm như thế này không mọi người. Nó giòn lên giống như da heo gì đó. Thịt heo thật người ta chiên cái da nó vàng lên, nó giòn lắm. Thì sườn non chay của mình cũng sẽ chiên vàng như thế này, đừng có cho khét. Nhưng mà nó vàng thì nó mới giòn. Còn nếu mà nó không đủ vàng là nó không giòn nha mọi người. Khi mình xào khìa lại thì nó sẽ bị xèo xuống. Nhưng mà trong ruột thì nó rất là béo. Mình thấy miếng sườn khìa của mình nó rất là ngon đó mọi người, hấp dẫn lắm. Rồi, mình sẽ bắt một cái chảo lên. Sườn khìa của mình sẽ bắt một cái chảo nóng rồi. Mình cũng sẽ vớt những miếng sườn cuối cùng ra. Ngày hôm nay thì mình sẽ khìa hai thứ nha các bạn. Như mình đã giới thiệu là một loại là sườn non và một loại là đậu hũ tươi. Thì có người ta không thích ăn sườn non thì sẽ khìa tàu hũ tươi cũng được. Khìa xả. Rồi, và tiếp tục mình sẽ cho dầu vào chảo. Đợi cho chảo nóng lên nha. Tiếp là mình sẽ cho hành và tỏi vào. Rồi mình cho xả vào luôn nha mọi người. Thì xả này mình sẽ xào cho nó vàng một phần. Rồi, sườn non này mình sẽ cắt miếng ra như thế này để mình dễ ăn nha. Nếu mình để dài quá nó to mình khó ăn lắm. Còn nữa, khi mà mình cắt ra như thế này thì nó dễ thấm vô miếng sườn lắm. Mình cắt ra vừa miếng gấp. Đậu hũ cũng vậy, mình cũng sẽ cắt ra. Nhưng mà nếu người nào muốn để nguyên miếng thì cũng được. Rồi với cách chế của mình thì mình cắt ra như thế này. Nhưng mà mọi người nếu mà không thích cắt thì khi mình thấm rồi mình cắt cũng được. Mình khìa xong rồi mình cắt cũng được, nhưng mà như vậy thì nó không có thấm nhiều như là mình sẽ cắt sẵn như vậy. Mình cắt sẵn cái miếng sườn ra như thế này thì nó sẽ thấm cái gia vị hơn. Mình tận dụng mình xài hết nha mọi người. Ở đây là một ít đậu hũ mà mình chiên xả với nghệ á, thì mình cũng có thể làm một loại gia vị chung luôn, rất là ngon. Ngày hôm nay là mình sẽ xào những cái thứ này hết lộn lại. Trong thời gian mình đợi cho xả nó vàng, nó chín nó đều á, thì mình sẽ cắt những cái miếng sườn này.
Rồi mình sẽ cho cái nước sốt vô trong sẵn rồi mọi người. Thì đây là món sườn và tàu hũ khìa khìa xả. Thì nước sốt mình đổ vô. Mình sẽ đổ nước sốt vô trong sả này. Xào cho nó đều lên. Mình đã đem nếm gia vị vô đây rồi nha mọi người. Nhưng mà ai muốn ăn cho nó hơi mặn một chút thôi là cứ một chút thôi. Mình sẽ thêm một ít hạt nêm. Đây là hạt nấm nêm. Nấm hương. Sốc cho đều tay lên cho nó thấm sốt. Tại vì ngày hôm nay mình làm tới hơn 100 gram. Trả 2.000. Lấy tiền chưa? Cảm ơn. Ngày hôm nay mình thì vừa đậu hũ với lại vừa sườn rất là nhiều. Mình muốn chia sẻ cho bà con mình cùng thưởng thức cho mọi người. Wow, mình thấy rất là ngon và hấp dẫn nha các bạn. Rồi mình sẽ cho hành lá thêm vô cho thơm nha. Với cái khẩu vị như thế này thì gia đình mình ăn rất là vừa. Nhưng mà khi mình cho bà con của mình á, thì mình sẽ thêm đường vô đó mọi người. Mấy dì của mình thích ăn ngọt đường. Cho nên ngày hôm nay mình muốn san sẻ cái món ăn cho dì của mình thì mình sẽ lấy ra một nửa. Mình sẽ lấy ra một nửa sườn và tàu hũ. Rồi sau đó mình sẽ cho đường vào nữa nha mọi người. Sẽ nêm thêm đường vào. Dì của mình thích đường lắm. Cho nên mình làm ngọt. Mình thêm gần cả muỗng đường như vậy đó dì mình mới khoái. Nhưng mà ngược lại gia đình mình thì ăn rất là ít đường. Thì đây cũng là một trong cách thức mình nấu ăn theo khẩu vị của người khác thôi. Cho nên thường thì mình hướng dẫn những cái video là mọi người sẽ chế biến theo khẩu vị của chính mình nha. Thích thì như vậy nhưng mà khẩu vị của mình tùy theo khẩu vị của gia đình mình thôi. Rồi mình sẽ tắt bếp. Vậy thầy món ăn đậu hũ khìa xả của gia đình Kỳ Duyên mình ngày hôm nay đã hoàn tất. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không mọi người? Rất là ngon, ngon tuyệt vời. Mình nghĩ là vậy. Không phải là những món ăn mình chế biến mà mình khen nha. Nhưng mà mình thấy thật sự là rất là ngon. Thì một ngày mới với một cái bữa cơm, một mâm cơm chay có đầy đủ dinh dưỡng như thế này, xả thì giúp cho mình trong mùa đông
giá rét lạnh lẽo này nó có đủ hơi ấm. Rồi đậu hũ là chất đạm để bồi bổ cho cơ thể của những người ăn chay. Thì đây là những món ăn đơn giản dành cho gia đình của những người ăn chay. Mà ăn mặn thì các bạn cũng thỉnh thoảng làm để thưởng thức nha. Tại vì nó cũng là chất đạm, tốt cho sức khỏe lắm mọi người, đạm của thực vật. Vì vậy mà mình cảm nghĩ là dù ăn chay hay ăn mặn thì mình cũng thử làm nha mọi người, chứ không phải chỉ dành cho người ăn chay không đâu. Và nhân vật kế tiếp mà mình giới thiệu ngày hôm nay là dành cho người quay phim thưởng thức, là ông xã tay ba gai đẹp trai của mình, mà rất là ba gai, thì là người chuyên quay phim và thưởng thức món ăn. Mời anh thưởng thức nha, và cảm nhận cho mọi người được biết là món ăn ngày hôm nay như thế nào. A Di Đà Phật, xin mời. Nhận xét đi anh. Cảm ơn. Mời mọi người cùng làm và thưởng thức với món chay kỳ duyên của mình ngày hôm nay nha. Cùng nguyện cầu cho hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, dịch bệnh qua đi. Nhân loại thiện lương, cơm no áo ấm, A Di Đà Phật, bỏ ác theo thiện. Rồi, mời mọi người cùng thưởng thức và làm những bát chay kỳ duyên mình. Tạm biệt mọi người.